tới cái năm, tới cái tháng mà năm mới giữ, chết dữ luôn. Yeah. Nhưng mà nói cho bà con mừng là một cái là không có lan lây, lây lan như giống như Covid nha. Yeah. Không có lây giống vậy, nhưng mà chết chết vậy đó. Chết này ha, học máu nè, rồi ngã ngang nè, tự nhiên ngồi là bóp đầu ra là lật ngang ra là gọi là, yeah, là gọi là bác sĩ nói là đột quỵ. Nhưng mà nhưng, yeah, mà nhưng mà bên kia đó, yeah, bắt đó. Dạ. Để bàn giao cho cái nhà bà cụ đây thì cô Năm nói lên là cái số tiền của mình là Quân gửi cho cô Năm là Lê Dung ở Mỹ đó, thì có tài trợ cái số tiền mà hôm trước là cấp nhà ở bên Kiên Giang đó, thì cái số tiền của cô Năm là cũng còn dư lại nên cấp tiếp tục cho cái nhà bà cụ ở Vĩnh Khánh đây, nhưng cũng còn thiếu chút đỉnh là hai nhà bà cụ chính là Lê Dung ở Mỹ, Ngô Quỳnh Như ở Canada, hai đứa con là gửi tiền cho cô cất hai cái căn nhà ở bên Kiên Giang đó. Thì các mạnh thường quân kia cũng có gửi vô, thì cũng còn dư chút đỉnh, hôm nay cô cất ở đây thì cũng còn thiếu, nhưng mà thấy bà cụ đây quá khổ cấp bách nên là cô lấy cái số tiền của cô đắp vô để cất cho hoàn thành cho cái nhà bà cụ này. Thì cô gửi cái clip này qua cho hai đứa con thấy á, thì với các mạnh thường quân của cô trong mấy đứa mạnh thường quân mà mấy đứa con cháu ở trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, nhưng mà hai đứa con là tài trợ chính, thì cô gửi cái này lên đây, cô không có đăng YouTube nên cô gửi cho con để con biết cái số tiền của tụi con gửi qua đó. Thì cắt hai cái nhà vừa qua cũng còn dư một chút xíu, thì cô đắp cái tiền của vô của cô vô nữa để cắt cái nhà này hoàn thành đó. Thì cô gửi cho con là cô nói có đôi lời gì đó, thì gửi cái clip này qua cho con để con nhận cái này đặng mà con biết thì cái số tiền này nó được như vậy đó. Dạ. Yeah. Nam mô A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn cô Năm đại diện cho hai vị mạnh thường quân. Vừa qua thì các nhà ở bên Kiên Giang hai căn cũng còn dư lại một ít, và đồng thời với một cái tinh thần từ bi bác ái bao la của nhà Phật, khảo sát thực tế điều trên, cho nên cô hai cũng đã đắp cái tiền túi mình nhín ăn nhín mặt để hoàn thiện cái căn nhà cho bà Nguyễn Thị Năm. Và đây thì quá xá là tuyệt vời, một cái căn nhà hoàn hảo, trong ngoài kính mưa kính nắng, ở dưới thì lót gạch rất là sạch sẽ, rất là mát mẻ ha. Có lẽ là bà lão cũng rất là vui mừng hả bà lão. Thôi thì liên tục chương trình xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Trân Thu, đại diện chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã Vĩnh Khánh, sẽ có vài lời phát biểu cảm ơn cùng các mạnh thường quân nhân buổi làm lễ bàn giao này. Xin trân trọng kính mời ông. Rồi, xe đã sơn hoàn thiện xong. Xe đã sơn hoàn tất xong rồi nè cô Năm ơi. Ở bên trong thì cũng đã rửa sửa sạch sẽ hết rồi. Sạch sẽ hết rồi. Bên trong ghế rồi sạch sẽ hết rồi nè. Rồi sơn xong đẹp quá đẹp rồi. Con kính chào cô Năm. Dạ. Hôm nay thì đến trước thì thăm hỏi cô Năm, sau cũng nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp á. Thì trước khi nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp thì có một mạnh thường quân là cô Nguyễn Thị Thanh gửi cô Năm 1 triệu để hùng vô chiếc xe mà cứu thương á cô Năm. Dạ, con kính chào cô Năm. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay á là cô cũng cảm ơn con là gì? Nguyễn Thị Thanh hả? Cô Nguyễn Thị Thanh. Cô Nguyễn Thị Thanh, không biết con nhỏ lớn nhưng cô kêu cô đi ha. Dạ. Là Nguyễn Thị Thanh 1 triệu gửi cho cô là giúp cho cái xe cô cũng sắp hoàn thành rồi. Ngày qua cô có đi ra kiểm tra là ông Thảo ông hẹn là 3 ngày, cô nói cho 5 ngày. Dạ. Đó là xong. Rồi đem bữa nay đem cái băng ca ngoài cho ông gác vô luôn. Dạ. Thì cô Năm cũng cảm ơn cô Nguyễn Thị Thanh ở đâu à? Ở đâu ta quên rồi, thì biết tên gì đi. Cảm ơn nha. Dạ. Thì cô cũng cảm ơn các mạnh thường quân và riêng là cô Nguyễn Thị Thanh. Mô Di Đà Phật. Hôm nay cô cũng chào Dương Cầm. Dạ. À dạ rồi thì cảm ơn cô Nguyễn Thị Thanh rất là nhiều.
thì đã ủng hộ tiền vô để cùng làm chuyện phước thiện để giúp đỡ cho bà con nghèo. Thì một lần nữa xin tri ân và cảm ơn cô. À dạ được rồi. Thì thưa cô Năm, trong thời gian qua con đi đây đi đó thì có nhiều chứng bệnh sao mà tự nhiên ngã ngang chết không cô Năm? Đang ăn cơm mà cũng ngã ngang chết được. Bởi vì cô Năm thấy ghê quá. Bây giờ đó, bởi vì cô Năm nói cũng mấy clip vừa qua, cô Năm cũng nói nhiều nhiều hoài cho bà con biết là qua cái năm mèo này đó, là cô Năm nói rất là rõ nghe, chiến tranh là không có, bà con cứ yên tâm, giặc giả không có, nhưng mà bệnh thì cô Năm cũng nói hồi từ đầu năm, hồi trăm năm cô Năm vẫn nói luôn, ba năm mèo này á, đừng có lo chiến tranh giặc giả, chỉ lo cái bệnh thôi. Bệnh này đó là bệnh kia bằng là bất tử, chết bất tử đó. Bất tắc gì tử đó là bởi vì mẹ có nói cho cô biết hồi cái năm trong năm dần rồi, qua năm mèo đó là cuối năm dần là phá sổ. Phá sổ có nghĩa là những cái người mà không có tu đó thì coi như là phá lợi, thì là coi như chậm phá rồi, thì những người không tu thì nằm bên con có ma của quỷ. Không tu là con ma con quỷ, con là có tu thì con Phật. Thì bây giờ là đúng ra cái lời của mẹ điểm xuống cho cô nói rồi, qua cái năm mèo này không tu là con ma con quỷ. Thì bây giờ cái màn này đó là con quỷ thì nó bắt. Thầy cũng có nói đó, con ma thì ma bắt, con quỷ quỷ diệt, con Phật thì Phật dắt. Mà trong cái năm dần kết thúc là cuối năm dần thì cô đã nói rồi, nếu bà con không có tu đó thì là qua cái năm mèo là lọt vừa con quỷ hết, thì nó có quyền bắt. Bởi vì bây giờ con thấy là bóp đầu đó là nó bắt đó. Yeah. Lật ngang không á. Ghê quá cô Năm ơi. Tới đây nè bà con cứ gắn tu đi, tới đây còn nữa đó, phải là mới có mở màn thôi. Đầu năm mèo mới có mở màn thôi. Tới cái năm, tới cái tháng mà năm mới giữ, chết giữ luôn. Yeah. Nhưng mà nói cho bà con mừng là cái là không có lan lây, lây lan như giống như Covid nha. Yeah. Không có lây giống vậy, nhưng mà chết vậy đó. Chết nè ha, học máu nè, rồi ngã ngang nè. Tự nhiên ngồi là bóp đầu đó là lật ngang là gọi là, yeah. Gọi là bác sĩ nói là đột quỵ. Nhưng mà nhưng mà bên kia đó, yeah. Bắt đó. Vậy không đó. Bây giờ nói chung là đệ tử của cô nó cũng điện đi rất là nhiều luôn, nó nói ngã ngang sớm nó là mấy người, năm người gần đây nè, từ đây mình dài cái lô tẻ nè cũng có luôn. Yeah. Hả? Cũng hai người ngã một lượt, bên xăm đang ngã coi la lên cái bên đây đang ngã luôn. Yeah. Hai ông đàn ông. Yeah. Mới này nè đệ tử cô vô nó nói cô bây giờ sao quá chừng luôn, giờ con quá sợ rồi, cho nên mấy con niệm Phật đi, không có tu đó là con quỷ hết trơn, cái màn này là lọt rồi, mẹ có nói rồi đó. Yeah. Bây giờ những người đó là nằm bên con của quỷ chân nên nó bắt, còn mình con Phật không có bắt ra, đừng sợ. Yeah. Mình có tu, mình có niệm Phật thì con Phật, thì bà con cứ yên tâm, nhưng mà gán niệm nhiều nha. Ví dụ mình có tu rồi, mình có niệm Phật rồi, nhưng bây giờ gán niệm nhiều nữa. Yeah. Gán tu nhiều nữa chứ tới đây còn nhiều lắm. Cô Năm nói cho bà con biết chứ không phải một cô Năm nói để hù dạ gì đâu, nói cho bà con gán tu để mà tránh cái bệnh mà vừa bằng hồi ngày xưa đó. Ồ mà 100 năm trước đó là cái bệnh mà kia bằng dịch tả đó, là lấy xe bò chở không đó. Dạ. Yeah. Chết kiểu đó đó. Dạ. Yeah. Là bà ngoại của cô kể rồi đó. Dạ. Yeah. Hen là chết kia bằng dịch tả đó là lấy xe bò chở không có chôn kịp, giống như hồi cái năm Covid vậy đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà năm nay cô Năm nói cho bà con yên tâm, không có lây. Nó không có lây giống như Covid. Đó, đâu người nào có ngừ. Chứ không có lây nha, bà con cứ yên tâm tu đi, không có lây, đừng có sợ. Chết người nào có ngờ, bởi vì là con quỷ thì quỷ nó bắt, con ma nó bắt hết rồi, còn mình con Phật nó chừa ra, không có lây, không có giống như hồi đó, giống như cái năm mà cô biết nha, bà con yên tâm cái đó. Rồi cô Năm cho biết cái chuyện này, yên tâm tu. Rồi cái thứ gì nữa đó, niệm Phật cho nhiều, bây giờ nó đi từng giảng ha, nó đi gạo ha, nó thấy ha, người nào mà sơ hở là nó vô liền. Yeah. Mình tu đó cũng vững mới được á. Yeah. Không vững cũng không được, nó cũng vô luôn đó. Chứ phải mà tu mà chắc ăn đâu nha, mà vững vàng mới được. Yeah. Còn mà không tu được khổ cái nói, sẵn sàng nó bóp vậy đó. Đó, cô Năm nói đây á bà con gán. Cái năm này là không có giặc, không có chiến tranh, không có miên dậy nha. Không có luôn. Yeah. Cái người mới điện cô hỏi vị tháng 3 này tới có miên dậy không, cô giờ con chuẩn bị không biết chạy đi đâu, không có miên dậy.
con đừng chuẩn bị, cứ chuẩn bị tu đi. Đừng có chuẩn bị đồ ăn vậy chứ. Ở ngoài Hà Nội nó mới điện cô tao, nó nói cô ơi, cái ông đó ông nói là tháng 6 đó cô, là chết dữ lắm mà với lại không có đi đâu được. Giờ con mua đồ ăn không cô? Con đừng có mua đồ ăn, con có niệm Phật đi. Hồi năm hồi Tết đó là mua hết 15 triệu rồi. Bị gì nói 30 đó là chạy chốn đó, con mua 15 triệu rồi. Bây giờ con hỏi cô mua không đến hầm, con đừng mua. Con cứ mua ăn bình thường thôi. Ví dụ gạo con mua bao đi, bao năm chục ký đi. Đồ ăn gì đó con giữ bị mua đồ như mình để dành mà ăn cận tháng này. Chứ con giữ bị trước cũng không được. Cái này mình không có tính trước được. Cứ con để ăn trong vòng một tháng gạo, thóc, bùa, đường, bột ngọt vậy đó. Chứ đừng có nên mà dự trữ mấy chục triệu. Cứ yên tâm đi. Con sợ ổng nói miên vậy đó cô. Thì nói ông có khó. Con cứ yên tâm, mới điện cô tới nè. Con sợ miên vậy, ổng nói miên vậy đó. Có cái ông đó, ông nói vậy đó, ông lên clip đó cô nghe. Cái clip ông tên gì đó. Nhưng khi cô xem mà nếu cô không có không đâu. Thôi bây giờ con đừng có nghe, bây giờ con nghe cô đi. Đồ ăn mua gạo thóc thì mình cũng như ăn trong một tháng đi. Rồi là tới đâu tính tới đó, chứ mình không có biết trước được đâu mà mình dự trữ. Với lại thiên cơ mỗi phút mỗi thai đó. Rồi là thầy cũng nói là thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thành si như thể tên bay. Bây giờ con giờ cho con có chứa trong nhà đi, tới đó si một cái ăn tới con cũng đâu ăn được. Ví dụ bây giờ tới ập một cái con cũng là chạy bỏ hết, không ăn được. Thôi bây giờ con đừng có mua dự trữ nghe, người con có tiền con làm phước đi, con niệm Phật nhiều vô. Đó là được, niệm Phật cho nhiều nghe, rồi làm phước chứ đừng có dự trữ. Dự trữ rồi cũng đến đó mình cũng chạy bỏ hà. Cái tu đó mới còn thôi. Hay nói vậy hả cô? Vậy con nghe lời cô, cô không có mua. Ở bên Mỹ nó về, nó hỏi con về được không cô, làm như cô lại trên trời xuống vậy. Đứa nào cũng hỏi cô chứ. Trời. Cái con biết không, nó nói cái nó yên tâm con cứ về đi, bên Mỹ nè nó chuẩn bị mua vé máy bay mà con về sợ con qua không được. Nó không có sao, con cứ về về. Cô nói là chỉ có bệnh thôi chứ không có là chiến tranh giặc giá cho nghe, cứ yên tâm, bệnh lo bệnh thôi. Con cứ niệm Phật cho nhiều thì mình tu nhiều, niệm Phật nhiều mình làm phước nhiều là không có sao. Nó nói gì con nghe, cô nói gì con cũng mừng. Bóp đầu vậy không hả cô nào? Không, đây là tới đây rồi con đi. Đây đó thường nè, con nghe đi, cô nói không có sai. Bệnh nằm trong bệnh viện hen, mà từ nước Mỹ đó hen, mà cô nói người này chết là chết. Còn thằng ở trên thành phố Hồ Chí Minh hen, vô nhập viện Chợ Gãy nói là bác sĩ nói là chỉ có 2% sống thôi, 98% là chết. Đưa lên cái tầng đó là người ta nói đưa lên chứ không có xuống. Nó điện cho cô, cái cô nói để cô xem kỹ. Mẹ nói không có sao, sống, bảo đảm người này không có chết, mà bệnh không có không có nặng như bác sĩ nó. Cái người này là bệnh sốt xuất huyết đường ruột với bao tử. Mà lúc đó bác sĩ chưa có khám ra ngang. Quýnh hết trơn rồi, máu nó ra học học đó. Quảng hồn nhập vô viện là đưa cấp cứu, đang cứu cấp mà. Cái sầm chị ông táo hôm qua, cô ơi cô nói với Trang, bác sĩ giờ xét nghiệm ra rồi là nói là xuất huyết bao tử cô, không có sao, cho tôi uống 3 tháng xuất viện rồi. Con mừng quá, mừng luôn. Cô nói mà lúc đó cô nói con cũng không tin, con nghĩ là anh con chết á. Bây giờ bác sĩ nói 200 mà đưa lên cái tầng đó là không có xuống. Thấy không, xuất viện rồi đó, được chưa? Còn người bên Mỹ ha, là cô nói người này không có qua. Hiện bây giờ cũng đưa hình cho cô xem đó, không có qua, còn hôn mê luôn, đang hôn mê. Hôm hôm cô hỏi giờ có tỉnh táo gì cho nó chưa, cô còn hôn mê hoài, bị cũng xuất huyết não luôn, mà nó ra máu nhiều hơn người này. Mà cứ người nào cũng xuất huyết não, nhưng như mình nhìn cái sắc mặt và mẹ điển xuống nói người này chưa là chưa, chứ không phải mà xuất huyết não mà chết hết đâu. Nói vậy đó, mẹ nói người này không có qua, chắc là cũng không qua. Đó cô nói nha, rồi con đi đây đi đó nè, con đi quay chỗ này chỗ kia ha, rồi con nghe đi, y chang lời cô Năm nói. Tại vì cô không có bàn trong sấm giảng mà ở trên mẹ cho cô biết. Đó chứ người ta nói năm mèo mèo kêu ba tánh lâu sao, rồi hồng gắn máu đào chín ghê, nó sợ giặt chiến tranh nó có máu đổ. Cô nó không có có. Bây giờ ông Phật ông nói đó là con biết không, con như 12 con giáp. Thì trong cái năm nào có 12 con giáp, mình đâu có biết con giáp nào. Nên là con cứ yên tâm tu đi. Nhưng mà năm nay á là mẹ cho cô biết là không có chiến tranh. Bệnh thôi, bệnh chết vậy, đặt ngang vậy.
mà cho cô biết hồi năm rồi lắm chứ không phải năm nay đâu. Hồi cái năm rồi là mẹ nói nè, năm tới rồi con thấy nó lật ngang không à. Bây giờ lật ngang không đó. Ghê chưa? Vì theo con nghĩ có chiến tranh cũng nước ngoài trước. Việt nước ngoài Nam trước lâu lắm. Chưa, mình nói đây là cô nói đây là nói Việt Nam mình đó. Dạ. Cô không có nói nước ngoài đó. Dạ. Là Việt Nam mình là chưa đó. Nhưng mà nước ngoài nó có. Thì mình nói Việt Nam, mình nói Việt Nam đi. Dạ. Mình nói cho bà con trong Việt Nam mình mừng đi. Dạ. Còn nước ngoài thì cô nói là có chiến tranh. Nhưng mà cũng có chiến tranh từng vùng, cũng sụp đất từng vùng. Chứ chưa có đến nỗi mà là cái năm, vài năm nữa mới tới dữ. Dạ. Chứ còn hiện giờ nó cũng có chiến tranh đó. Nó cũng có từng vùng đó, nước ngoài đó. Thì nước ngoài là nó trước mình ngang để cô nói đây rồi bà con là nghe cô Năm rồi để ý ha. Là cái nước ngoài đó là nó trước nó tàn phá hết cho mình mới tới mình. Dạ. Cái bằng nước ngoài nó dữ dằn lắm mới tới mình. Dạ. Để ý chừng nào mà thấy nước ngoài nó dữ dằn là mình sắp đắt. Dạ. Nói vậy đó, cô nói vậy đó. Chứ không phải là mình nhà mà trước đâu ngang. Dạ. Nó trước. Nó trước mà nó còn dữ hơn mình dữ lắm. Là mình để ý. À. Rồi còn một cái chuyện nữa bà con cứ yên tâm. Cứ yên tâm đi, tu đi, thoải mái mà ăn đi nha. Cô Năm nói thoải mái làm ăn nha. Vui vẻ lên, rồi niệm Phật cho nhiều, làm phước cho nhiều. Làm ra có đồng tiền để ăn, để làm phước. Chưa đâu, chừng nào mà mấy bà con á, thấy cái cầu mới tận mà hai cái cầu nó xong rồi đó. Xong xong hoàn thành đó. Thì tới bà con chuẩn bị đó. Cô Năm nói gì đó. Chứ giờ là chưa. Cứ yên tâm. Cô Năm nói cái nào đi, nếu như hồi Tết người ta nói là ăn Tết không được, cô Năm nó bảo đảm. Ăn Tết đi mà nếu có chuyện gì cô Năm đền cho. Nói thấy không, con thấy không, ghê luôn, có gì đâu. Thì cô Năm cũng có một vị nói là nào giờ cũng nói tánh biết mà ông Năm nói mà người ta chưa hiểu không á. Mong cô Năm chia sẻ thêm để cho bà con mình hiểu á cô Năm. Hiểu cái biết đó ha. Dạ. Cái biết là như gì nè. Cái hồi nó cũng vô dòng. Rồi cái để cô Năm nói cái vấn đề biết. Biết là mình biết chánh tính, chánh tư dư là có nghĩa là mình biết cái việc đó làm là chánh. Cái việc làm này không chánh là mình phải nhận ra là biết. Ví dụ mình biết mình làm việc này là chánh đáng nè, chính thật nè. Mình làm. Còn những việc mà không có chánh đáng là mình phải có cái đầu óc của mình. Thầy cũng có nói chánh tư duy, chánh kiến. Thì mình phải nhận ra cái chánh kiến của mình. Cái kiến là kiến tánh, là tánh của mình phải sáng suốt. Phải nhìn nhận cái đó là đúng hay sai. Là kiến tánh. Cái bản tánh mình và cái kiến là cái trí thức của mình đó. Mình nhìn biết cái đó không đúng là không làm. Là cái chữ biết của ông Năm nói đó. Vô đâu cũng được không? Là cái chánh kiến của mình á, mình phải nhận xét cái đó đúng sai, là mình biết cái chữ biết của mình đó, là mình biết được đó, là mình mới thoát được cái cảnh mà cứ như là ta bà này khổ đó. Mình phải nhận xét, là có nghĩa là cái chữ biết nghe bà con, biết cái chữ là gì nè, biết mình làm cái đó sai mình không làm, mình biết làm cái đó tội mình không làm, là cái chữ biết. Cái đó là cô Năm nói là cái coi như là cái chí hạ thấp thôi để cho bà con hiểu thôi. Chứ mà nếu cô Năm nói mà nó cao siêu của Phật, của Đức Thầy mình nói đó, là chánh tư duy, chánh kiến đó, là mình phải còn cái cao siêu hơn nữa. Nên nó là nói ở đây là cô Năm nói cái thấp thôi để cho bà con hiểu cái ông Năm ông nói cái là cái chữ biết đó. Biết là mình phải biết làm cái này là đúng thì mình làm. Mình làm cái này là không có tội là mình biết. Cái đó là biết. Còn mình biết và mình vẫn làm là cái đó là không được, không có được. Ví dụ biết là phải biết gì đó. Tội, là phải chánh liền. Chánh liền là chánh tư duy đó. Chánh kiến đó. Là mình phải làm. Còn mà cái chữ biết của ông Năm ông nói rất là cao siêu hơn nữa. Thì bây giờ thì cô Năm cũng giải thích cái vấn đề cái chữ biết cho bà con biết hiểu và chánh là và làm cái nào là mình nên làm bản thân mình và cái tư duy của mình, cái tánh kiến của mình biết cái đó là đúng là được thì làm. Là cái chữ biết là như vậy đó,
chứ không có cái gì mà nó cao siêu gì hết. Tại ông Năm ông nói ông không có giải, nên bà con cứ nghĩ là nó quá cao siêu, chứ thật sự là như vậy đó. Mình biết, mình đi biết làm cái việc đó không đúng mình không làm. Mình biết liền vào làm cái việc này được, có đạo đức làm. Nó dễ lắm, không có gì khó chứ. Nên bà con cứ nhận nghe cái chữ biết đó đi. Cô Năm nói gì đó. Còn ông Năm thì ông nói là cái pháp ông không có hơi cao, rồi những bà con không hiểu đó. Cái chữ biết là có nhiều đó thôi. Ông nói biết là thành Phật đó, biết là thành Phật đó. Ông nói những bà con biết là thành Phật. Mà biết là tránh cái những cái việc làm không đúng. Mình làm cái việc đúng. Có nghĩa là mình biết cái đó sai, cái mình sửa, biết cái nào sai sửa, sai mình không làm. Đó vậy đó, là biết là đó. Thì làm cái điều tốt không thì tất nhiên là mình được là đúng rồi. Được thành Phật rồi. Thì ông nói biết là thành Phật là có nghĩa là như vậy đó. Đó. Tại vì có nhiều gì á không hiểu á thì muốn cô Năm chia sẻ thêm gì. Đó. Thì giờ cô Năm cũng nói lên đây cho bà con trên cộng đồng mạng biết. Đó, cái chữ biết là ông Năm nói là như vậy đó. Biết mình làm việc này là đúng. Mình biết mình làm việc này là sai, mình không làm. Mình biết làm cái việc nào có phước là mình làm. Là cái chữ biết của mình đó. Mình phải nhận xét ra. Và cái kiến của mình đó, kiến thức của mình đó, gọi là tánh kiến đó, kiến thức đó. Là cái đạo mình phải có cái kiến thức, mình nhìn nhận cái nào sai, cái nào đúng. Đó là như vậy đó. Bởi vì mới tránh kiến, tránh tư duy. Đó là cái kiến, được cái trí thức của mình mới nhận ra cái nào đúng, cái nào sai. Là ông trong sấm giảng thầy nói là nó cao siêu hơn nữa. Mình mới giải ra cho bà con mới hiểu chánh tư duy là cái gì, rồi chánh kiến là cái gì. Đó nghĩa là gì đó. Cái kiến là cái trí thức của mình, là kiến tánh. Mọi người ai cũng biết được hết đó. Nhưng mà cái nào sai mình biết cái đó sai rồi, không làm nữa, sửa đổi. Rồi mình làm những việc thiện. Đó là mình làm những việc gì có cái lòng từ bi và thương tất cả chúng sanh là mình làm. Đó là cái tánh kiến của mình đó. Là mình nhận ra được cái xấu cái tốt. Nên là khuyên bà con ha, cứ làm việc thẳng ngay đi. Làm việc thẳng ngay đi thì có thần độ cho. Chứ không có gì chứ. Làm phước, làm hiền, làm lành, từ bi bác ái đại đồng, thương tất cả chúng sanh, mở cái lòng từ bi ra. Bây giờ đó trên đó là cũng cho mình biết mình tu đây á. Nói chung là mình với bên kia là ngang cơ đó. Nhưng mà ở đây á, bên Phật mình chỉ thắng, bên kia là chỉ cái tâm từ bi mà thôi. Còn con tu bao nhiêu năm đi con không có từ bi, cũng dướng. Cái tâm mình khởi cái một cái thôi. Một cái câu chuyện này nè cô á, là nghe trong cái luận nhân quả đó ha. Là cái ông này nè, để cô nói đây cho bà con cũng hiểu cái nhân quả luôn. Thì ổng là kiếp trước ổng là đi chà lưới đánh bắt ngoài biển á. Con cá nào bự đi ha, là ông phải lấy cái đinh ông đóng ngay cái đầu. Đặng ông đóng cái đầu đặng mà chịu lại, đặng ở đằng này ông đánh dãy lên. Con rùa ông cũng đóng cái đầu. Đặng mà ông chịu lại là ông lột cái vỏ ra. Thì sau này cái kiếp sau ông lên là ông tu không. Ông tu là không biết kiếp trước ông làm gì mà kiếp sau đầu thai lên tu. Tu bằng từ nhỏ tới lớn luôn. Đến là làm thiền sư rồi đó. Câu chuyện nhưng mà ông đi tới đó, cái bữa đó ông đi, ông gặp cái chỗ đó bán thịt chó. Cái ông tự nhiên ông khởi lên ông thèm. Ông thèm cái ông mới giật lại, ông mới nhớ mình tu mà phải không, ăn thịt chó được. Cái ông về nhà ông sám hối. Vị hen chỉ có khởi lên thôi mà cắt cái lời đó đó, cắt cái lời mà ông giết rồi nó vô liền. Nó vô nó làm trên đầu không lỗ thâm, cái bằng ghẻ mà lỗ sâu 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 hết trơn cái đầu luôn. Đó, thấy chưa, cái một thời gian nó nói luôn là cũng đi trị bệnh rồi dữ lắm không hết, nó cũng nói mấy cái này lên, nó nói, nó vô nó nói trong cái tâm ông á. Ông biết không, ông giết tụi tôi quá này nhiều, ông lấy đinh đóng cái đầu không, bây giờ cái đầu ông tôi cho lủng 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 hết. Là ông biết cái quan gia ông kiếp trước rồi. Ừ, kiếp trước cái ông á là những con vật lớn cá rùa ông đóng đầu không, ông đóng cái đinh trên cái đầu tụi tôi. Bây giờ tôi theo báo quán ông là tại ông dụng khởi cái tâm. Chứ ông mà không có khởi cái tâm là tôi vô không có được. Thấy chưa, con thấy chưa, về chưa. Đó. Là ông khởi cái tâm lên á, là ông thèm thịt chó. Vừa khởi thôi là vì sám hối liền đó. Là tôi vô đó, nhờ ông khởi cái tâm đó tôi mới vô, chứ tôi chật hờ đây nè. Chật hờ mà không vô được. Thấy chưa, con thấy ghê hồn chưa. Bởi cô nghe cái này thì chan như lời mẹ dạy. Nói là tâm không có khởi thì mới được thắng nó, đúng luôn. Cái cô mới nghe hôm qua nè, hôm kia nè, đêm con ngủ không được, con mở ra hen.
đó là ông khởi cái tâm đó là tôi trực hờ tôi vô rồi bây giờ tôi làm cái đầu ông ghẻ không. Dạ. Đó, rồi ông biết rồi cái bắt đầu ông tụng kinh Kim Cang. Dạ. Nó chịu nổi nó ra. Dạ. Bây giờ tôi cho ông hẹn 3 năm sau khi mà thần lực ông yếu tôi vô liền tôi sẽ làm cho ông tới chết. Dạ. Thấy chưa? Không thấy được lực nhân quả thật là cao diễn một suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Đó. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay. Thấy chưa, cái nhân quả nó có hết trơn đó. Mà mình chờ cái tâm mình khởi lên những chuyện xấu thôi, thèm ăn đâu có gì đâu ác mà nó vô liền. Thấy chưa, mà mình tu nhà sư mà mình khởi cái tâm thèm ăn nhờ cái đó nó vô. Bởi vì cô bây giờ mẹ nói cô mới biết mình gán tu đừng có khởi cái tâm, cái tâm mình khởi lên một cái chuyện gì mà ác cái nào nó vô liền. Bởi vì bây giờ cô nghe rất là nhiều, bây giờ cái tâm của cô nó từ bi bao la đại động tương tất cả chúng sanh, cô không có biết giận ai với ai luôn á. Cô mà nghe được cái lời của mẹ rồi không, bây giờ hồi đó cô chưa nghe, bây giờ là cái tâm của cô nó như là một tờ giấy trắng luôn, cô nói thiệt luôn. Hồi lúc trước năm ngoái năm kia mình còn ấy nhiều kia, bây giờ cô nghe mẹ nói là cô như là tờ giấy trắng, ai cô cũng thương, mà cô ai cũng giận. Kết thúc đang đi rồi vậy ha. Thì hôm nay thì cô Năm cũng bạn cơm chuyện đi nhưng mà cũng có duyên cầm tới, cô Năm cũng gắng nhìn thời gian chút, nhìn thời gian nói lên viết cho mấy đứa con xem. Dạ rồi, bây giờ cô cũng chào mấy đứa con và chào bà con trên cộng đồng. Dạ. Chào duyên cầm để cô đi rồi mai mốt rồi cô cháu mình tiếp tục. Dạ rồi, cảm ơn cô Năm. Dạ.